Đang gần nha anh em. Lan rừng ở Xuyên Mộc nha anh em. Đang gần lan rừng Xuyên Mộc nha anh em. Ơi. À. Lên tới rồi, lên tới rồi. Gần gần tới cái lan này nha anh em. Là Lan rừng Xuyên Mộc giờ cũng hiếm lắm rồi chứ không phải như hồi xưa nữa, hồi xưa cũng nhiều lắm, giờ cũng bớt rồi. rồi quay chưa? À, quay rồi, đang quay nãy giờ. Nhìn cái lan nó đã ghê không? Đó, phóng to cái lan này nè. Ồ, Mờ lan rừng quá. cây. Ui, nó mập. Mờ quá mờ. Lan mập. À. Ôi, Điện nó thoại dở to quá nó luôn. mờ. Thấy chưa? Thấy rồi, nó hơi mờ thôi. Đây đi. Cắt cái này cho nó sáng nè. Thôi, nó bị điện thoại mờ chứ không phải nó bị ấy đâu. Lọc đầu đi. Cây đang chung rễ quá trời rễ. Hành trình lấy lan rừng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Sáng giờ đi được một cây rồi nha. Một cây quế lư hương nữa hả? Đây, bỏ ra cho dễ nè. À, sáng giờ đi được một cây rồi. Cây này thì lá nó hơi buồn buồn một xíu, nó một đẹp. Nó mọc trong cái thế dạng là lùm á, nó không được sung nên lan này nó lá nó không có nhìn có cảm tình. Hơi buồn, mình về mình nuôi lại. À. Cái lan này mới đẹp nè. À.